em tiếp tục lên sóng cho anh em bộ combo cao cấp cho gia đình, vang mic cao cấp đến từ ETC Phú Anh Khách Hàng. Trong những ngày vừa qua thì những cái sản phẩm như là mic ETC D9000 được sự quan tâm chú ý đến của rất nhiều khách hàng, và có thêm cho mình một con vang cửa đại số hay và mang cho mình biểu tượng công nghệ 2024, đó là công nghệ bóng đèn nữa, thì còn thì tuyệt vời bằng. Và hôm nay thì bên em Tùng Audio tiết quyết định là lên sóng cho anh em bộ đôi combo cao cấp nhất đến từ ETC, vang cửa đại số ETC E8000 Ultra kết hợp với dòng mic không dây cao cấp cho gia đình, đó là dòng mic ETC D9000. Đây sẽ là một trong những bộ combo vô cùng hoàn hảo, phòng trà, gia đình, sự kiện đều có thể chơi được hết các bác nha. Và ngay bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu xem bộ combo ngày hôm nay bên em Tùng Audio lên sóng sẽ có cái tính năng gì đặc biệt, âm thanh sẽ như thế nào, sẽ hỗ trợ dàn máy âm thanh gia đình ra làm sao nhá. Đầu tiên là phải nhắc đến về giá thành, cũng không hề rẻ một chút nào với bộ combo gia đình chất lượng như thế này phải không ạ? Nhưng đắt sắt giả miếng quá nha. Âm thanh nó sẽ đi kèm với chất lượng và cũng như là giá thành nữa. Hiện tại thì bộ combo ngày hôm nay bên em lên sóng giá chỉ dao động hơn 4,5 triệu một chút là anh em đã sở hữu ngay cho mình một bộ combo sản phẩm rất là chất lượng của ETC, bao gồm vang cao cấp ETC E8000 Ultra. Cái dòng sản phẩm này thì không còn xa lạ gì với anh em cả đúng không ạ? Được tích hợp công nghệ bóng đèn độc nhất của năm 2024 và có cho mình đầy đủ tính năng chỉnh cơ đơn giản hiệu quả cho người tiêu dùng. Chúng ta có thể tự mình thao tác và tự mình tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh, chế độ lấy tín hiệu nhạc, âm lượng tổng bass, trung chép, phần mic, phần nhạc và chế độ âm thanh echo, reverb. Bên em sẽ hỗ trợ setup cả đàn luôn cho anh em rồi. Thế khi các anh em được làm về, các bác không cần phải thao tác quá nhiều đâu. Bác chỉ cần vặn tre, bác chỉ chế độ âm lượng tổng nhạc lên này, âm lượng tổng mic lên này, hoặc là effect lên một chút nữa là các anh em đã thể trải nghiệm rồi. Còn lại các hiệu ứng âm thanh bên em sẽ hỗ trợ setup cả đàn luôn cho anh em. Và không thể thiếu được một con mic không dây chất lượng, và đây thật sự là con mic không dây quá chất lượng ạ. Đây là ETC D9000, dòng mic rất đẹp với mặt hình thức, thiết kế giao diện hoàn toàn mới, nhiều tính năng, có dò sóng sạch này, có chế độ khóa bộ thu này, có tính năng dò sóng thủ công này, chuyển độ nhạy này, và 4 dâu anten kết nối nữa, các bác thấy không ạ? Rất rất nhiều tính năng đặc biệt của ETC D9000 không nên bỏ qua. Đấy, và anh em biết rằng là bây giờ mà đi mua một con mic không dây cao cấp cho gia đình thôi, nếu như mà anh em đi mua những cái con mic chuyên về âm thanh và giải âm thanh cực kỳ tốt thì các bác này bỏ ra phải số tiền ít nhất từ 4 cho đến 7 triệu đồng một bộ mic không dây tầm hạng trung và là hạng chất lượng gia đình đấy. Còn ngày hôm nay bên em lên sóng cho anh em với bộ combo như này thì cũng không phải là đắt đâu các bạn, bởi vì cả van và cả mic mà giá chưa đến 5 triệu đồng, các bác thấy thế nào, quá tuyệt vời. Và để xem là với cái mức giá thành như vậy liệu nó có xứng đáng cho anh em lựa chọn nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình hay không, thì ngay bây giờ cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ bộ combo sản phẩm van mic chất lượng cao cấp đến từ ETC nhá. Đầu tiên là cùng anh em nghe một chút nhạc đi, sau đó thì cùng anh em test tiếng mic tiếng lời đến từ dòng van ETC E8000 Ultra kết hợp với dòng mic không dây cao cấp ETC D9000 nhá. Anh em đã được nghe qua về phần nhạc với phiên bản ETC E8000 Ultra. Em cũng đã nhắc cho anh em ở đầu video, đây là phiên bản công nghệ tiên tiến của năm 2024. Và công nghệ bóng đèn thì nó sẽ lọc luôn cả âm thanh và lọc đường tín hiệu vào nhạc, ra tiếng rất là sáng, tiếng sạch, và âm thanh có các đại giải bát trung chép nó rất là chi tiết, tách biệt. Anh em nghe nó không bị lẫn tiếng, không lẫn tận âm đâu ạ. Và chúng ta nghe nhạc với con vang ETC E8000 Ultra rất là hay. Đấy, và không chỉ là hỗ trợ trong việc của chúng ta nghe nhạc đúng không ạ? Khi mà chúng ta có mic tốt như thế này rồi, mic cao cấp của ETC D9000 rồi, thì bây giờ của anh em trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời đến từ dòng mic ETC D9000 và kết hợp với chế độ vang nhạy reverb của dòng ETC E8000 Ultra nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Các bạn nghe nghe thử chưa? Em mới alo một vài tiếng đầu tiên cho anh em nghe và cảm nhận âm thanh đã. Các bạn thấy cái âm thanh của giọng hát của mình không ạ? Nó xuất hiện trên dòng mic ETC D9000 này, nhưng cái giọng hát của mình nó lại thật tiếng, nó tròn, nó không bị vỡ, không bị bè tiếng, không có nhiều giải chép thừa ra dẫn đến hiện tượng hú rít, hay là không có cái giải bát quá là ồm tiếng để dẫn đến hiện tượng là các bác cảm thấy lặng tiếng. Cái dòng mic này nó đã cắt bớt những cái giải thừa đi rồi, âm thanh nó gọn gàng hơn, chi tiết hơn, sắc nét hơn và rất là lịnh tiếng. Và kết hợp thêm cái chế độ vang nhạy các bác nghe thử của ETC E8000 Ultra này. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8
tiếng rất là ngọt ngào của giải echo. Khi mà các em cất lên LK tiếng hát, các bác rất cần cái tính năng echo để nó làm cho cái giọng hát nó lịnh tiếng hơn, nó đỡ cái giọng hát đỡ bị khô khan, đỡ cọc cằn hơn, đặc biệt là khi chúng ta hát những cái bản nhạc trữ tình cần luyến láy, cần ngân nga thì đã có cái giải echo hỗ trợ nó đỡ tiếng cho anh em rồi, rất là chuyên nghiệp. Và thêm nữa là tính năng reverb, cái hiệu ứng âm thanh tiếng thật rất là rõ nét xuất hiện trên phiên bản A8000 Ultra để hỗ trợ cho anh em có một lời ca âm thanh bay bổng chuyên nghiệp và dễ hàng khi chúng ta lựa chọn được cái bộ combo sản phẩm này trong khóa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Bộ đôi âm thanh vang cao cấp đến từ ETC, mic cao cấp đến từ ETC sẽ hỗ trợ cho anh em có cho mình một dàn máy âm thanh và gia đình vô cùng chuyên nghiệp. Anh em đang có thiết bị như là cục đẩy hay là đang có âm đi rồi, chúng ta cần nâng cấp thêm bộ sản phẩm vang mic hay chất lượng, đừng bỏ qua bộ combo trong ngày hôm nay nhá. Và giá thành thì bên em cũng sẽ để cho anh em một mức giá ưu đãi đặc biệt khi anh em mua bộ combo này. Còn nếu anh em mua lẻ thì chắc chắn là sẽ giá cao hơn nhiều. Còn đã xác định là mua bộ combo tại cửa hàng Tủ Audio, anh em sẽ được giảm từ 300-500.000 đồng với bất kỳ bộ combo sản phẩm là bên cả anh em. Và ngày hôm nay thì bên cả anh em lên sóng cho anh em bộ combo sản phẩm đến từ ITC. Nếu anh em đang có nhu cầu mua các trang bị âm thanh giá rẻ, chất lượng, hàng sản phẩm chính hãng tại cửa hàng Tủ Audio, liên hệ ngay theo số điện thoại 0979629336, gọi điện để đặt hàng để hưởng được mức giá ưu đãi và nhận được tư vấn tốt nhất tại cửa hàng Tủ Audio với tất cả trang thiết bị âm thanh. Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ để lại cho nút like và ký kênh nhé. Chúc anh em nhận hàng ưng ý với bộ combo sản phẩm chất lượng đến từ ITC. Xin chào anh em.